Rồi Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Bây giờ đang chuẩn bị là phát 100 phần quà từ Hiền, từ chị Hu, chị Kiều Mỹ nha cô chú anh chị. Thì chị Hu cũng trợ duyên cho mấy anh em, cũng như là chị nhờ anh Nhịp Sống Niêu để mà có ý kiến từ thiện về cho bà con ở nhà của anh Nhịp Sống Niêu. Thì nay là có ngày hôm qua là đã phát 150 phần là ở ngoài biển cô chú anh chị, ở gần biển. Ngày hôm qua thì Tiên cũng có cập nhật á, cũng gần nhà Niêu. Thì hôm nay là sẽ phát 100 phần ở nhà Niêu. Hiện tại là đã có gạo rồi cô chú anh chị, 100 phần. Có thể là theo dõi bà con bây giờ cũng đang về để chuẩn bị là nhận gạo này cô chú anh chị. Đó, mọi người trong bữa nay là team áo trắng rồi nè, ngày hôm qua là mình có một cái màu áo tím luôn chị. Ủa cô là người có phiếu hả cô? Dạ, vậy là cô đến đây chờ chút nữa là có phát gạo hả cô ha? Cô với chú là đến nhận gạo hả cô? Dạ. Cô uống trà đào chưa cô? Cô uống trà đào chưa? Dạ, trà đào nè cô. Lại dùng trà đào nha cô. Anh phụ cô đang cầm, đang cầm cái này nè, tại nó nặng đây. Nè, có cách, có cách nhanh lắm. Hay ông rỉ. Rồi, có ghế ngồi rồi. Hết rồi. Đúng chưa? Rồi, anh uống này để cho phát gạo. Uống cho có sức khỏe. Bây giờ là chị chị Loan với lại mẹ của anh Nhịp Sống Niêu là đang bỏ đá vào để chuẩn bị phục vụ cho bà con khi mà đến đây. Bữa nay nón đỏ hả? Chờ em chút mình làm clip xong rồi. Ủa sao ai cũng có nón đỏ em chưa có ta? Bữa nay căng thẳng cái vụ điện thoại quá. Một cái không nói gì, hai cái không? Bởi vậy em mới thắc mắc vậy đó. Em chạy cái đầu tự bức máy. Không? Mà có chạm gì á, mà chạm cái mà mình vô chổng mình không thấy cái gì hết nè, hình như là thấy cái đồ quần áo ụp lại thôi. Đúng rồi, chạm cái đó, chạm thôi, tự chạm đó. Hả? Đấy là cái đồ quần áo tự lên không? Ừ, cái tay gom vô nó bỏ mắt hú hồn luôn. Cái đồ tự chạm á, chạm một chạm mà nghe luôn, khỏi cần bấm vô đó. Ủa anh đi anh chạy đâu hả? Đi mượn ghế, đi mượn ghế. Đấy, đây có gì phụ anh luôn. Không biết là có cần nhiều không? Tại là tới 100 lận á, 100 cô chú nên là không biết ghế nhiều không. Nếu mà nhiều thì mình mượn đi rồi. Dạ. Ủa ai đi gọi ta? Em cầm anh coi. Ủa nãy anh mượn đâu ta? Nữa không anh? Còn không? Còn nữa không?
đổ mà hỏi làm sao mà ngồi hết đủ. Lát lên kia mượn nữa. Không được, như đây đủ rồi. Đủ rồi. Mình ngồi mình bộ thôi chứ phải chăm bà con là đủ là tháng rồi. Ai đánh? Đó bây giờ là xếp ghế ra nè cô chú anh chị. Lùi về sao không? Rồi ngồi heo cứ tự tới trước, ngồi trước luôn đi cô. Rồi chút nữa mình nhận quà về trước luôn ha. Dạ, cứ ngồi xuống hết đi mấy cô chú. Mấy bà con là bây giờ ngồi chờ để nhận gạo cô chú anh chị. Đó bây giờ lại có hai. Dạ. Cái bao này là 10 kg không hay 5 kg anh? 5 kg hả? Dạ 10 kg. 10 kg hả? Bận quá. Bận quá. Mười ký thôi, vậy là 10 ký gạo với lại chắc 200.000 ha. Anh yêu ơi, anh yêu, bữa nay cũng là 10 ký gạo với lại 200.000 ha. Đúng rồi. Đó vậy là bữa nay là cũng 10 ký gạo với lại là 200k như ngày hôm qua nha cô chú anh chị. Đó, đây là được sự trợ duyên của chị Hôn. Cảm ơn chị Hu rất là nhiều đã giúp đỡ bà con khó khăn ở vùng miền Trung cô chú anh chị. Vùng biển còn khoảng hai mấy phút nữa. Anh đứng đó đi em chụp cái. Đó mà bà con ngồi dễ thương không? Đó ngồi. Đang ngồi chờ cô chú anh chị rồi tới đây thì cái video của Thiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Thiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.